Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Thì mình là Khánh đây. Thì video trước thì mình có nói là mình sẽ review con xe màu đỏ của mình nha. Xe này tên là Chắc Giật Thì Phải á, tên tiếng Anh. Quá, đã nói mình không giờ tiếng Anh rồi. Và không nói nhiều nha, mình sẽ quay một vòng cái xe này rồi mình sẽ vô trận đấu thử nha. Rồi ok. Đầu nó, trước nó có một chiếc máy bay, nghĩa là trận chiến thì phải. Đầu nó gắn một chiếc máy bay. Phía cánh nó có lỗ thông gió. Xe này đẹp gớm mà. Đẹp thật luôn đó. What? Bên sau nó thì có một hai bô lớn và hai ống đèn với hai bô nhỏ. Dưới là hai ống đèn nữa. Rồi ok tất cả các bạn nha. Rồi, mình sẽ vô chặn nha. Để test thử con này chạy với bao nhiêu và chạy nhanh không nha. Xuất phát. Rồi mình sẽ bước đầu mình sẽ tạo phòng và mời người chơi trước nha. Rồi mình sẽ khóa phòng lại cho một người vô thôi. Sau đó mình sẽ chọn phòng. Mình sẽ chọn màn dễ nha. Chừng nào mình chơi hay đã mình sẽ chọn màn khó khó một chút nha. Ok chứ mình sẽ chọn thành phố kỳ hảo. Cái này chơi hay không ta? Đường phố cổ hay là thôi thu luôn tiếp đi nha. Ok sẵn sàng bắt đầu mình sẽ solo với Tử Hàm 21. Bằng này cho bạn này có chơi dễ không ta? Là hình là một hình con gái nha, rất xinh đẹp thì phải á. Trong hình này rất xinh rồi đó, hoài thì không biết có xinh hay không nữa và có bị ai sạc hay không nữa nha. Wow, trong này cũng là một cô gái nha, Tử Hàm. Hello em nha. What? Mới đầu tôi chạy mạnh lắm vậy. What? Hồi nãy nó lát thì phải á. Giống như con đó nó hánh luôn. Trời các bạn ơi, con đó nó hát thì phải á. Hồi nãy mình thấy con đó chạy sau mình mà kết quả con đó lại đứng nhất mình nữa. Con này nó hấp chắc luôn. Trời, cái này cũng hấp. Đó, hấp đi con. Mày tính tao không đi kịp mày à. Nói thật con này nó chạy nhanh gớm mà. Đó mình hơn nó rồi đó. Con này nó hết qua mình này. Chắc không phải nó hết đâu. Tại mình nghĩ quá nhiều thôi. Chứ người ta chạy qua chỉ bình thường thôi mà. Nó cũng đang ở sau mình thôi nha. What? Mà. Rồi. Rồi ok, mình đang đứng nhất nha, mình đang dẫn đầu. Vết bạn ấy cũng đang sau mình nha.
Rồi. Mình là người chiến thắng nha các bạn. Rồi, ok, hoàn thành. Mình không tin mày lại đứng nhất nữa đấy. Trời ơi, tin được không? Bạn ấy lại đứng sau mình. Và mình nói là bạn ấy cũng chạy rất nhanh nha. Tại mình chơi cái màn này cũng hơi hay nên mình mới thắng đó. Không là mình không thắng nổi đâu. Nói thật luôn đó. Bạn ấy level 11 rồi, mình mới level 7 thôi. Rồi, ok. Cúp gì? Cúp Vinh, cúp này có nghĩa là cúp tặng cho những người còn Vinh nha. Mình thì còn Vinh nên nó tặng nha. Và mình chỉ nói cho vui thôi nha. Rồi ok, có gì mình bình luận không hay cho lắm, mong tất cả các bạn thông cảm nha. Tại mình vừa tập bình luận trên video game thôi nha. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Và mình sẽ chọn màn khác nha. Màn nào dễ hơn đã. À, màn này đi nha. Màn này mình chưa chơi nha. Không biết màn này chơi thế nào, có dễ không ta. Màn này nhìn ngoài thì đẹp rồi đó, có thú hư câu cổ hà mã gì tùm lum, biết vô đó nó có bị hà mã nuốt không nữa, hay bị hư câu cổ lấy được hay không nữa ta. Rồi giàu nhất, chạy cùi nhất. Rồi test thử. Rồi mới vô là để thua một nửa rồi đó. Nhưng thắng bại là tại kỹ năng. Thắng bại là tại kỹ năng. Từ từ thôi. Từ từ thôi bạn ơi. Không ngờ mình chỉ vừa mới tập chơi game này thôi mình lại chơi hay như vậy đấy. Quá, bạn ấy cũng đang ở sau mình nha. Hay quá. Bạn ấy chạy rất hay đấy. Mình không nghĩ bạn ấy sẽ đuổi kịp mình nhanh như vậy đấy. Rồi. Rồi mình chỉ gặp những đối thủ không quá mạnh nha. Nếu như mình mà gặp đối thủ mà mạnh thì mình đã thua từ 7 đời rồi nha, không phải hay như bây giờ đâu. Yes, hoàn thành. Hay quá nha. Đu ba vòng thì mình đu hai vòng thì mình là người thắng cả hai luôn nha. Rồi chắc bạn ấy sẽ chơi với mình một vòng tiếp theo hay không nữa nha. Rồi ok em ơi, em ơi em chơi anh với em chơi nhau một trận nữa nha. Ok chứ? Rồi ok, không biết em là ai, em có phải là thiên thần hay không nữa nha. Nhìn hình thì em rất xinh đấy, ngoài đời thì anh không biết nha. Và có lẽ em là một thiên thần, nhưng em đi bằng đôi chân nha, không phải bay bằng đôi cánh nha. Trời ơi. Rồi, mình sẽ chọn màn khác nha. Chọn màn dễ hơn. Kim tự tháp. Kim tự tháp ở Ai Cập. Kim tự tháp Ai Cập. Em là ai đó? Là cô gái hay là một nàng tiên? Em là ai đó? Làm cho con tim anh nhấc nhai, nhấc nhai, nhấc nhai. Trời ơi.
Càng nhìn em tim anh càng đau, nhìn thêm chút nữa tim anh đau dã dời. Nhưng mỹ nhân là tất thời, giang sơn là mãi mãi nha. Chiến thắng là trên hết nha. Chứ không phải em là con gái mà anh ga lăng đâu nha. Quá, từ từ chạy thôi nha, chạy gì nhanh gớm về. Đó. Mỹ nhân tất thời, giang sơn mãi mãi, chín. Đó. What? Em ấy đã vượt qua mình rồi. Quá khinh địch thì phải. Em ơi, dừng chân chút nữa. Em mà chạy chút nữa tim anh bể thôi. Không để thua đâu nha, để thua là nhục lắm. Em ấy chạy nhanh gớm mà. Em ơi, em là ai vậy? Sao em chạy nhanh gớm vậy? Em biết em làm con tim anh tan nát không? Anh bay qua bầu trời để tìm thấy em, nhưng kết quả em đi dưới còn nhanh hơn anh bay. Em ấy chạy đi, em ấy chạy bằng này giỏi lắm bạn ơi. Mình nói thật, mình không chạy bằng này giỏi bằng em ấy nữa đấy. Trời ơi, trận này thì mình thua rồi nha các bạn. Trận này mình thua đậm rồi. Rồi, sau 3 cuộc thi thì mình là người thắng 2 nha, và mình cũng là người chiến thắng nha. Ok chứ? Thắng rồi không sao cả nha. Trời, ok, trở về. Và video mình cũng kết thúc tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Và nếu như các bạn thích mình làm video về game này thì các bạn cứ comment phía dưới nè. Còn các bạn không thích thì mình sẽ không làm video về game này nữa nha. Okay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Và nếu thấy video này hay, hãy like, chia sẻ, đăng ký kênh mình nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo của mình nha.